xin chào các bạn. Thì bây giờ là một buổi chiều đẹp trời, Dũng đang có mặt tại Auto No One nha các bạn. Thì ở đây là nơi chuyên trưng bày về những cái sản phẩm nó giống như Academy, sơn nè, rồi những cái sản phẩm xe này kia các đến. Thì hôm nay Dũng gửi đến các bạn một số hình ảnh về mấy cái xe, mấy cái mô hình sơn. Bạn nào lúc nhỏ đã từng biết cái này chắc là thích lắm đúng không? Cùng chung đam mê với Dũng á. Anh em Dũng hồi đó thích cái này lắm. Mình coi sơ sơ qua cái nha. Đây, nhiều lắm bạn. Đây là các dòng hộp xe, đây là cái gì? Xe Raptor. Đây bạn, có Raptor luôn. Cái này là xe mẫu này đã sơn sẵn. Mình có cái mấy cái mẫu nào mà sơn tay không em? Tay bên em không có. À. Tay bên em chỉ có mô tô, đỏ. Ừ. Có nào ở đây em coi thử được không? Đây các bạn. Đây là kit Tamiya dùng để chuyên cho đổ xe mô hình. Thì cái bộ này mua về nó sẽ như thế này. Đây. Mua về chúng ta sẽ có những cái phụ kiện như là bình xăng. Rồi mấy cái như là mấy cái bánh xe rồi dây dầu, mình có kinh nghiệm mình sẽ ráp ra một chiếc như chiếc kit Tamiya như cái trong hình như thế này. Đây có bán những phụ kiện sơn như là dây dầu nè, rồi ban nâng, phôi nón, và những cái bút và những cái lọ sơn ở đây. Xong ở đây dùng để sơn mấy con kit tâm da, dùng nó sẽ sặc sỡ hơn, nó sẽ đẹp hơn. Và đây là những loại phẩy rồi cồn. Dưới đây là các loại kit để phục vụ cho cái quá trình mà mình đổ xe. Của em cái này là mình sơn phun hay sơn tay? Dạ sơn tay cũng được, mà sơn phun cũng được. Thì sơn phun nó sẽ đẹp hơn nhiều, nó đều có màu hơn. Là sơn phun ở đây là mình có cái bình xịt phun hơi không? Đó là mình mua ở ngoài, thì giá thị trường nó gần 800. À. Và hồi trước là ở nhà anh thì em anh mua cái đó là cái bình sơn. Yeah. Anh em chơi karaoke em chắc biết con này đúng không? Huyền thoại, con này giờ hết sản xuất rồi nhưng mà nó không dài hàng hiếm á. Có nhiều con lắm. Okay. Thì bây giờ chắc nhờ em cho anh coi thử con xe Mustang mà anh có coi trên cái trang web của mình ha. Em đọc lại trang web của mình cho các bạn biết được không? Là web của mình là autonoone.vn, là web chuyên về xe mô hình và nhận đổ xe mấy con xe kit và sơn và cái mẫu xe nữa. Rồi cho địa chỉ luôn nè em, đọc địa chỉ luôn nè em. Địa chỉ của mình đang ở chi nhánh là Tân Phú, là 52C Phạm Vấn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú. Thì chi nhánh này, chi nhánh chính là sẽ mở từ 8 giờ sáng cho đến 20 giờ tối. Mình hơi ghé trước và mình cần những mẫu nào mình có thể nói bên em, bên sẽ lấy cho mình trước. Đây các bạn, đây là chiếc xe theo mình biết là xe này là ở ngoài là bằng nhựa nhưng mà cái khung nó là bằng sắt đúng không ạ? Rồi bánh bằng cao su cũng khá đẹp. Cái này là Ford Mustang model, để mình coi cái năm. À đây là bạn, model của năm 1967 nha bạn. Tỷ lệ xe thu nhỏ là 1/24. Cũng đẹp lắm. Giá là 420. Thì bây giờ bạn nhân viên sẽ unbox cho mình coi thử cái xe nó như thế nào. Thì mình cũng thấy thích. Mình cũng dự định là sẽ mua để mà trưng bày. Quá trời xe luôn bạn, nhiều loại lắm. Này mà. Wow, đẹp quá không? Cái này mở được cửa luôn đó bạn. Mở được cửa, mở được capo trước, capo sau. Đẹp ha. Em anh muốn so sánh cái này với cái tỷ lệ của chiếc RNIT BA. Nó cái chiếc đó là nhỏ nhất chưa? Tỷ lệ nhỏ nhất. Chiếc này bên em là tỷ lệ nhỏ nhất rồi. Tỷ lệ này là tỷ lệ 1:18. Thì nó sẽ nhỏ gấp xe thật 18 lần. Còn chiếc này là
hàng Welly, e hàng Masto, tỷ lệ của nó 1:24 vì nó cũng nhỏ, xe hợp rất thành 20. Để cái bên thử coi nó có phù hợp không. Chà, nó tính là cũng bự. Nếu mà mình theo kiểu con đói nó bự mình hơn. Lấy chiếc nhỏ anh trả lại cái này nha. Mẫu 18 thì nó sẽ cân đối hơn với cái xe 18 đó. Ồ, nhưng mà tại anh không thích cái mẫu này. Có xe cúp nữa đó các bạn. Xe cúp nè, xe Viago nữa kìa. Nhưng mà chơi mô hình này thì Dũng lại thích mấy cái mẫu nó có trang trí kiểu cổ á. Mình để thời gian lâu thì nó vẫn không bị lỗi thời. Mẫu này đẹp. Theo Dũng thấy mẫu này đẹp. Ngoài cái nước sơn này ra, ngoài cái mẫu này ra đó thì cái dạng nước sơn này á, em còn cái mẫu xe nào nữa không? Cái mẫu này bên em hiện tại mẫu đó chưa có về á. Land Rover có cái dòng địa hình đó, leo núi với loại suối đó. Thì anh coi trong cái web của mình nó có cái dòng nó cũng cái màu sơn cổ. Để cái mẫu đó bên em nó hết rồi. Chiếc này nha. Đây các bạn, xanh nhám trắng bùn các bạn, xe lắc xịt các bạn. Tại bên Auto New One cũng có những mẫu lạ như là xe chở khủng long. Kỹ Zora, xe khủng long. Đúng rồi. Lên trời. Trên coi thử chiếc đó. Đẹp ha. Đã mình mua con xe thì nó sẽ kèm với một cái con khủng long như thế này. Cũng là mô hình luôn. Thì đây là công thức đi theo xe cũng luôn. Cái này dán keo hay là ráp nó vô ngàm? Nó chỉ ráp vô cái ngàm thôi. Đây mình vô cắt cái ngàm vô. Đây là một bộ của nó sẽ là như vậy các bạn. Xe chở khủng long. Thì bên trong nó là như thế này. Mình dùng ráp mấy cái cớp nó vô thôi. Rất là đơn giản. Ok. Cũng hay ha. Mà anh thì anh chưa có chọn cái này tại vì cái tông màu này anh lại thích cái dạng nó cổ giống hai chiếc này nè, giống hai chiếc này nó đẹp. Chiếc này đẹp không, cho anh mượn. Thế các bạn thấy sao về chiếc này các bạn? Quá đẹp luôn không, Dũng thấy nó đẹp lắm, hấp dẫn. Thì một phần là hôm nay Dũng đến đây là để mình cũng send in từ từ cho con gái mình học hỏi và nó tìm hiểu theo những cái mô hình này, chơi mấy cái trò chơi về sáng tạo và khéo léo tay chân kia các cái. Cho bé đến đây cũng để mà bé tham quan qua cho biết, lần đầu bé được đến đây luôn. Em út của mình cũng chơi những cái dòng này nhưng mà chơi robot thì có một nguyên cái tủ luôn, rồi đang để nguyên cái tủ robot đó ở nhà cho hai đứa cháu chơi. Em coi chiếc này đẹp không em? Anh thấy chiếc này đẹp lắm đó. Đẹp hơn mấy chiếc khác. Chạm đẹp ha. Không chạm. Hay sao? Cái này mở capo lên được nè, có thấy lốc máy luôn, mở cửa trước capo sau được luôn. Em thích xe máy hả? Được ha. Để cho anh coi thử cái chiếc đó luôn nha. Chiếc nào? Chiếc mới nãy. Đây. Đây bạn. Đẹp không? Chơi cái này các bạn thì xe nó có nhiều giá lắm bạn. Trung bình là khoảng 400 mấy cho tới 700-800, 1 triệu mấy, 2 triệu, có chiếc 3 triệu mấy luôn. Nhưng mà khi mà chơi mình có những cái cách chơi khác nhau. Như Dũng thì Dũng gọi là mê cái xe này. Nhưng mà trước mắt là mình kinh tế mình ít nên mình lựa cái xe mà đầu tiên của mình. Đây là chiếc xe đầu tiên mình sẽ mua. Chiếc này mình về mình trưng. Nhưng mà cái gu của mình là do mình cũng lớn tuổi nên ra chọn cái tông màu này nó phù hợp, cái này cũng lâu lỗi thời, cái màu này nó không có lỗi thời, nhìn nó giống giống xe thật, chất liệu là
cái này em cái này anh nghĩ giống như nhôm đúng không? Đây là hợp kim cứng. Ồ, hợp kim luôn, đã không bạn? Kim nghe tiếng kim loại. Đó, nghe tiếng luôn, đã quá. Đẹp quá, chiếc này đẹp quá. Nhìn trong hình là đã muốn mua, bây giờ nhìn ngoài thì anh không có thể từ chối được. Chiếc này đẹp quá. Đẹp là do cái nước sơn là nhìn nó thực tế nè. Còn giống như chiếc kế quan, ví dụ chiếc này đây, chiếc mạc nè. Thì cái nước sơn này nó nhìn nó còn mới quá, mình cũng không thích lắm. Mình thích cái dạng lá xít cổ cổ giống vậy. Để mình kiếm thêm những cái dòng giống vậy. Xem qua cái này mà mình coi từ từ đi, đây là những cái dòng xe Raptor. Thì anh em nào chơi mô tô quá rất là thích mấy cái dòng này ha. Chở xe mô tô đi, bỏ xe mô tô trên bán tải ha. Em có cả những mẫu như sức lực trước như Exciter. Sức lực trước Exciter nữa. Chiếc là Ashima của Nhật luôn. Đẹp ha. Rồi có những cái đặc trưng như này em giới thiệu luôn đi. Đây là cá voi 2020 nữa các bạn. Cái mẫu này là có đèn nhạc luôn. Tất cả những mẫu này là có đèn nhạc. Chờ xíu nữa. Còn bên đây là những dòng như là dòng của Master luôn, mà là dòng lắp ráp, là mình tự lắp ráp luôn. Lắp ráp thì nó thú vị, nó thu hút hơn. Cái này mình tự mày mò được. Cầu cao. Có những mẫu như là Discard rồi H2 cũng nhiều loại. Anh thì đang đi KTM. Anh cũng chơi mô tô mà anh đi KTM. Còn bên đây nhiều là những bạn. Dòng xe điều khiển. Xe điều khiển. Có những dòng có camera như mấy chiếc địa hình, và mấy chiếc siêu xe như Sian, Pirelli, Pagani, G63 cũng nhiều. Cái nước sơn chiếc xe mạc này đẹp quá. Nước sơn nhám. Tự nhiên bây giờ mình lại có cái sở thích với sơn nhám mà. Sơn nhám đẹp quá, chắc nhờ em cho anh coi được. Chiếc phiên bản nhỏ hơn. Cái này có không có cửa. Đẹp quá. Sơn nhám đẹp. Em biết không, hồi đó năm 2001, 2002 á, thì anh cũng đam mê máy bay mô hình á. Thì anh đi lên Bình Quế, anh có xin vô một cái xưởng chuyên gia công cái thân của máy bay á, bằng mấy cái ván ép của Nhật xuất khẩu về á. Nó nhẹ lắm, thả nó lơ lửng như nè. Rồi có mấy cái máy, cục máy xịn luôn, 30-40 triệu một cái cục máy đó. Nó buri, có piston kia đầy đủ hết, giống như là máy bay thiệt luôn á, chạy bằng xăng máy bay luôn, mê lắm. Hồi trước ở dưới Bình Quế, bây giờ cái xưởng đó vẫn còn dưới đó. Sản xuất đi xuất khẩu. Xe nữa bạn. Mua nhiều. Thì nếu mà khách hiện như những mẫu mà ít á, bên em sẽ ít nhập, tại vì thứ nhất là ít khách. Bên sẽ ít nhập, còn mấy mẫu mà khó như Ferrari, Porsche này kia bên sẽ nhập nhiều. Khách hơn đa số những khách xuất sport dòng siêu xe hơn. Đúng rồi. Xe mà dạng như là thương gia như Range Rover này kia cũng nhiều. Yeah, có một cái nữa là những cái mô hình này nè các bạn, mà những cái mô hình mà gọi là xịn luôn, nó mấy ngàn đô một chiếc luôn á, là những chiếc đó là không gọi là những cái bản limited, nó không có bán ra ngoài. Nó những chiếc đó là nó kèm theo với những chiếc xe hơi thiệt, ví dụ như chiếc Lamborghini thì xe bự thiệt nha, người ta sẽ khi mình mua trong hãng đó, nó sẽ tặng thêm một cái xe mô hình, mà một cái mô hình nữa mấy ngàn đô. Và theo Dũng biết là bên Mỹ là như vậy, đã lắm rồi. Ở đây là những cái mô hình tỷ lệ nhỏ, thì xe thương mại nhiều. Có Bugatti nữa nè. Bugatti nhiều quá, đã quá. Trong đây rất là nhiều xe. Lamborghini. Mình có SVJ không? SV, đây có bản SV mà có SVJ chưa thấy. Đây bạn. Đẹp quá. Ferrari Monza. Ferrari Monza. Đẹp không? Chiếc này tính bằng triệu đô nếu mà xe thiệt á. Quá đã.
Rồi thì anh đi sơ vòng qua tiệm em ha, xong rồi anh tính tiền chiếc xe ha. À có thần thoại đây là Sonoku các bạn, bởi viên Ngọc Rồng. Các bạn nào ở cái độ tuổi U80 kia đồ chắc là biết cái này nhiều. Cái này thì anh không biết cái này. Cái này cũng là trong phim mình. Ờ đẹp ha, quá đẹp luôn. Nó cũng nổi tiếng, tôi tưởng như mũi anh luôn. Đẹp quá, quá đã luôn rồi. Mình coi qua một vòng nha. Coi một vòng. Con chơi gì đó Nhi? Con chơi gì đó không có phá đồ của chú nha. Quá trời luôn. Rồi sơ sơ thì cái đây em đã chưa cao cao. Chiếc này là 250. Quá đã. Nắp 2 hạt lây nhiều. Đừng có lấy xe ra cho con chơi nha, xe còn mới để bán. Thì em cái mình không có cái dòng GSA không nè. Rồi bạn, thì bây giờ Dũng sẽ tháo cái dây buộc này ra để mà coi xe thử nha bạn. Xong rồi Dũng sẽ mua một chiếc này ủng hộ shop. Thì mấy chục năm rồi đó mình mới đam mê lắm, nhưng mà đây là chiếc đầu tiên mua ô tô để gọi là mô hình đó mình mua. Trước giờ thì em út mình chơi, còn đây là chiếc đầu tiên mình mua. Anh bốc quà đã chưa. Có lớp kêu chồng gắn quà. Đây các bạn, đây là cái xe em mở dây ra hết, nhưng mà em mở cửa kia đồ xem thử. Đã quá bạn. Ok. Mở cửa. Mở giùm anh hết mấy cái cửa. Cái cao bộ sao mở được. Bộ sao mở không được. Cho mượn. Đẹp. Xe đẹp lắm. Đây là chiếc mô hình đầu tiên mà mình mua, nó bự như vậy. Mà nhỏ mình chơi là toàn cái xe chí xíu. Xe lớn hơn con cái tí. Chiếc này các bạn, bánh xe mềm nè các bạn, cao su. Cái thân xe bằng nhôm kim loại. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Cái này về chân ở bàn làm việc rất là đẹp. Thì có nó hơi tí hoài cổ đấy, nhưng mà đây là cái động lực để mà mình cố gắng mình phấn đấu làm việc. Sau này mình có điều kiện mình mua ô tô chở vợ con đi. Ok ha. Rồi nhờ em tới tiền giùm anh. Rồi bạn, thì Dũng mua ủng hộ chiếc này nha bạn. Đẹp quá bạn. Chiếc này đẹp quá. Thì một clip nhỏ gửi đến mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Năm mới nhiều thành công trong công việc cho mọi người. Và có thêm thật nhiều thu nhập. Chúc mọi người nhiều an lành. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ kênh YouTube của Dũng. Và ủng hộ cho shop. Shop em nói lại tên gì luôn em? Shop em là autonowan.vn nè. Autonowan.vn nha bạn. Đây nè các bạn. Đây là tên shop nha bạn. autonowan.com.vn nha bạn. Mọi người ủng hộ cho shop nha.
Ở đây bán tất cả những cái sản phẩm đồ chơi mô hình mà trong các trung tâm thương mại đang có bán. Thì giá cả này kia các cái trên web đều có hết. Thì mọi người tham khảo và ủng hộ. Đây là một cái môn chơi, nó cũng là một cái cách rèn luyện này kia cho mình nhiều cái hay lắm. Cứ thử đi rồi mọi người sẽ thấy. Đây bạn, gọi đến các bạn địa chỉ của cái shop mà Dũng mới vừa mua cái xe Mustang mô hình nha bạn. Số 52C Phạm Văn, phường Phú Hòa Hòa, quận Tân Phú nha bạn.